Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với buổi live tiếp theo của Phương nha cả nhà. Mở đầu buổi live buổi trưa ngày hôm nay thì Phương cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị có thật là nhiều niềm vui buổi trưa, thì chúc cho cả nhà mình mát mẻ nha, vui vẻ. Chiều nay thì Phương chúc cho cô chú anh chị mình ai ai cũng được phát tài phát lộc nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình có xem được cái buổi live của Phương thì cũng cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào chị Linh Cam nha. Canh thân hôm nay mình có lộc luôn nha chị Linh Cam. Thì hôm nay thì Phương cũng tiếp tục quay sự linh thiêng của ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, cũng như xem tử vi 12 con giáp cho cô chú anh chị mình hàng ngày. Và cuối live thì Phương cũng xin tài lộc cho cô chú anh chị tham khảo. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 4 2024 nha cả nhà. Chào tham đoàn nha. Chào chị Nguyễn Thị Gấm. Con 96 rồi, chị phải lót con 69 nha chị ơi. 96 lót 69 giùm em nha. Chào anh sức khỏe là vàng nha. Chào anh Thắng Nguyễn 4774. Đi giùm em Đài Cà Mau với Đài Thành Phố. Giáp dần hôm nay mình có lộc luôn nha chị Nhung Nguyễn ơi. Canh thân hôm nay có lộc nha chị Linh Cam. 88 miền Nam tham đoàn. 88 đi đài Đồng Tháp. Đồng Tháp và Cà Mau nha, 88. Chào chị Nguyễn Thị Trâm nha, 68 có lộc miền Nam không? 68 có cầu miền Nam nha chị. 68 có cầu miền Nam. Lót 86 giùm em luôn nha. Năm 36-39 có cầu miền Nam nha chị Quỳnh Chi ơi. Chào anh Nguyễn Vũ Bằng. Tuổi Hợi hôm nay mình có lộc luôn nha anh Nguyễn Vũ Bằng ơi. Chào anh Nguyễn Văn Dũng nha. Mậu Tuất hôm nay mình có lộc luôn nha. Chào chị Liên Nguyễn nha. Chào chị Như Quỳnh. Tuổi Dậu hôm nay nếu mà kỷ Dậu thì có lộc, còn ngoài kỷ Dậu thì mình có lộc nhỏ nha. Nhung Nguyễn, chị mua nhang trầm với ly hương cho số điện thoại em rồi, không thấy em điện thoại chị. Số mấy vậy chị? Comment lên trên bình luận giùm em đi, em chụp màn hình lên chút em xuống like gọi cho chị nha chị Nhung Nguyễn. 89 79 89 79 89 thì lót 98 giùm em nha anh sức khỏe là vàng ơi. Còn 79 có cầu nha. Đi 89 98 thì đi giùm em là Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Còn con 79 đi Cà Mau và Đài Đồng Tháp giùm em nha. Tuổi Hợi hôm nay mình có lộc nha chị Phạm Kiều My ơi. 68-86 đi 68-86 đi Đồng Tháp và Cà Mau nha. Chào chị Trần Thị Lan. Tuổi Mão hôm nay là không có tốt nha chị Trần Thị Lan ơi. Tuổi Mão kỵ nha, có tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha chị. Chào Ngọc Yêu. Chào Ngọc Yêu nha. Chào Liễu Nguyễn Đinh Tị, hôm nay mình có lộc luôn nha chị Liễu Nguyễn. Chào Ngọc Tiết Như Quỳnh.
Cảm ơn chị Ngọc Tiết Như Quỳnh rất là nhiều. Tuổi Tức hôm nay mình có lộc nha chị Ngọc yêu. Thu Phạm Giáp Thìn hôm nay mình có lộc luôn nha. 76 11. Đi giùm em là tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp. Năm mươi thì lót lại giùm em con 05 đi Cà Mau và đài thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thắng Nguyễn 89 có cầu nha chị Nhung Nguyễn. Chị bình luận cái số điện thoại đi rồi em chụp màn hình lại chút nữa em xuống live em gọi lại cho. Đinh Mụi hôm nay mình có lộc luôn nha chị Thu Nguyễn ơi. Đi kìa ba ơi. Liễu Nguyễn miền Bắc nay có cầu 58 mạnh không miền Bắc hả? Năm mươi tám hôm nay không có cầu miền Bắc nha. Năm mươi tám 69 miền Nam đài nào? Nguyễn Vũ Bằng. Năm mươi tám đi giùm em đài Đồng Tháp nha. 69 đi Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh. Anh like cho rồi, cho hỏi 58, 69, 58, 69 nãy em tư vấn cho anh rồi đó anh. Võ Thị Ngọc Minh, con 92, 93. Chín mươi hai đi Cà Mau, còn con 93, 93 thì lót 39 giùm em nha, đi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp. Canh Thân ngày mai hôm nay có lộc nha chị Nhung Nguyễn ơi. Bính Ngọ hôm nay mình có lộc nhỏ nha anh Dũng Nguyễn. Chào Nguyệt Hoàng nha, chào anh Nghiêm Ngô. Bính Ngọ hôm nay mình có lộc nhỏ nha. Anh Sáng Nguyễn 13 miền Nam. Anh đi ba đài giùm em nha anh. Có 13 nha. Chào chị Loan Trương nha. Chào Ngọc Phan nha. Đinh Mùi hôm nay mình có lộc luôn nha Ngọc Sang ơi. Ngọc Phan Ngọc yêu thành phố 39, 39 có cầu thành phố nha. Nhưng mà lót lại Đồng Tháp giùm em nha chị. 39, 79 thì đi 39 thì đi thà Đồng Tháp và thành phố. Còn con 79 lót Cà Mau giùm em nha. Em thấy số điện thoại chị chưa Phương? Em chưa có thấy nha chị Nhung Nguyễn ơi. Bình luận cái số điện thoại lại giùm em đi chị Nhung Nguyễn ơi. Bình luận lại giùm em nha chị. Chào Thành Đòn nha. 96, 96 lót 69 nha Thành Đòn ơi. Đi miền Nam. Nguyễn Bích Vân, cô like cho con rồi, con cảm ơn cô Nguyễn Bích Vân rất là nhiều. Đừng có bình luận số nha cả nhà. Chào Nguyệt Hoàng, cô hỏi đài Phú Yên có 54 và 45 không? 54, 45. Nếu mà 54, 45 thì cô đi hai đài luôn đi cô, Thừa Thiên Huế và Phú Yên nha. 11 có cầu miền Bắc không? Anh sức khỏe là Hoàng 11.
11. 11 hôm nay không có cầu miền Bắc nha anh. Anh có đi thì anh lót nhẹ thôi nha. Anh có tham khảo thì anh lót nhẹ thôi. À, chào chị Lê Tiểu Quyên nha. Tuổi Tân Dậu hôm nay có lộc nhỏ nha chị Lê Tiểu Quyên. 11 có cầu không? Có nghe chị Nhung Nguyễn. À, Lê Tiểu Quyên 2772. 2772 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp chị Lê Tiểu Quyên. Thắng Nguyễn 50 52 đài nào? Yeah. 52 thì hôm nay đi ba đài miền Nam giùm em nhé, 52. Chào chị Yến Phạm nha, tuổi giờ Tân Dậu hôm nay có lộc nhỏ nha chị Yến Phạm. Mobitam. Đừng bình luận số nha anh ơi. À, Diễm Cao 83 đi Đồng Tháp được không em? 83. 83 đi Đồng Tháp lót Cà Mau giùm em nha chị Diễm Cao. Miền Bắc 60, 66. Anh Nghiêm Ngô. 66 có cầu nha anh Nghiêm Ngô ơi, 66 có cầu. Còn con 60 thì anh lót con 06 giùm em nha. Ba Nga, nay tuổi Bính Thìn có lộc không? 32, nay đài nào? Tuổi Thìn thì hôm nay mình có lộc nha. Còn con 32 thì đi ba đài miền Nam giùm em nha. Còn nếu mà khả năng mình có hai đài thì đi lót lại giùm em con 23. 32, 23 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp. Nếu đi một mình lên con 32 thì đi ba đài. Tám mươi chín Nhung Nguyễn. Tám chín chín tám được nha chị, đi ba miền được, có cầu nha chị Nhung Nguyễn. Mobitam tuổi Sửu hôm nay mình có lộc luôn nha chị, comment cái địa số điện thoại lại giùm em chị, em không có thấy nha chị. Chào chị Yến Lê nha. Tuổi Tý thì hôm nay mình có lộc nhỏ nha chị Yến Lê. Còn Tân Hợi thì mình có lộc nha. Chào chị Trang Lâm nha. Chào chú Thiệu Lê. À, 37, 25. Thì chú đi ba đài giùm con nha. Ba đài miền Nam nha. Còn con 25. 37 thì hôm nay con 25 cầu cũng không mạnh đâu, giờ chú đi hai con đó thì đi ba đài giùm con nha. Hai bảy không năm có cầu miền Nam nha anh Võ Tướng Đông ơi. Chào chị Lê Thị Phượng nha. Mậu Ngọ hôm nay mình có lộc nhỏ nha. Miền Bắc 69 có cầu không chị Liễu Nguyễn? Con 69 hôm nay không có cầu miền Bắc nha. Nếu mà chị đi con 69 miền Bắc thì chị lót giùm em con 66 và con 99. Năm mươi sáu có không? À, Trần Bình 56. 56 hôm nay miền Nam có cầu nha. 56 hôm nay miền Nam có cầu. Chào chị Hiền Châu nha. Chào anh Lê Vân Nhật. 40 đài nào? Bốn mươi hôm nay phải lót 04 giùm em nha. Con 40 lót 04 đi đài Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh. Con cảm ơn cô Long Nhi đã like cho con nha. Chào Tùng, chào chị, chào anh Trung Lâm nha. Đinh Mùi hôm nay mình có lộc luôn nha. Võ Thị Ngọc Minh 0990. 0990 miền Nam có cầu nha chị. Thành Đoàn 86.
86 lót 68 nha thành đoàn ơi. Hôm nay có lộc không em? Chị Hiền Châu. Chị tuổi gì vậy chị Hiền Châu? Năm cao 15 hôm nay đi đài nào? 15 hôm nay thì lót con 51 đi Cà Mau và đài thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Mão hôm nay mình Đinh Mão hôm nay tuổi Mão hôm nay không có tốt nha thành đoàn ơi, tuổi Mão kỵ, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. Nay tuổi Thìn hả? Tuổi Thìn là nó cũng không có tốt đâu. Nói chung là cũng không có nằm trong cái kỵ nhưng mà nó không có tốt chứ ngày hôm nay. Tham khảo cơm gạo thôi. Kỷ Mùi hôm nay mình có lộc nha. Kỷ Mùi hôm nay có lộc nha chị Yến Nguyễn. Miền Nam 77, 77 thì lót 11 giùm em Trần Bình đây. Chào anh Nam Nam nha. Kỷ Mùi hôm nay mình có lộc luôn nha Nam Nam. Hồi tối em cho miền Nam số mấy vậy chị Thì Trang? Hồi tối là cặp 81 và 18 nha. Miền Nam là 18 81. Lăm 36 miền Nam. 45 lót lại 54 giùm em nha chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, 36 có cầu nha. À, cảm ơn Minh Lương đã tặng cho Phương một like nha. Lê Tiểu Quyên. Tuổi tuổi Dậu hôm nay là mình tăng Dậu có lộc nhỏ thôi nha chị Lê Tiểu Quyên ơi. 0840842996 ok để em chụp màn hình lại. Miền Bắc 44 49 cái gì 40 49 Đỗ Thanh Hải. 44 99 hả? À. 99 thì có cầu miền Bắc, còn 44 không có cầu miền Bắc. Ba mươi mốt miền Trung. Miền Trung cũng không có cầu con 31 nha chị. Chị Yến Nguyễn ơi, miền Trung không có cầu 31. Miền Bắc nay 78 89 được không cô Long Nhi? Hai con đó cô đi nhẹ thôi cô ơi. Cô có tham khảo đi nhỏ thôi cô Long Nhi. Thằng Mộng tuổi Dần hôm nay mình có lộc luôn nha. Trâm Thanh 35 53. Con 35 mạnh hơn con 53 nha chị. Cô chú anh chị mình có xem like thì ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ai chia sẻ được thì mình chia sẻ giúp Phương nha. Còn ai không chia sẻ được thì cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Tuổi Tức hôm nay có lộc nha anh Nguyễn Ngọc ơi. Chào sát Nguyễn Tân Dậu hôm nay mình có lộc nhỏ nha. Chào chị Xuyên Nguyễn. Quý Hợi hôm nay mình có lộc luôn nha chị Si Nguyễn ơi. Chào Radio nha. Số 10 đi đài nào? Số 10 lót 01 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp nha chị Nguyễn Thu Trang. Ok Đỗ Thanh Hải nha. 39 với 93 Vân Dung Hà. 39 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp. 93 thì lót Cà Mau giùm em nha. Cảm ơn chị Tiết Trần đã like cho em nha. Chào chị Giang Trang nha. 20 đài thành phố có cầu không?
Hôm nay 20 miền Nam không có cầu con 20 nha. Nếu có đi thì mình đi ba đài giùm em nha. Ba đài lót con 002 giùm em luôn. Mươi 1881 thành phố Đồng Tháp được nha anh Lộc Nguyễn. 01 số 10 có đài Đồng Tháp. 01 số 10 đi Đồng Tháp là thành phố nha anh Đỗ Thanh Hải. Đinh Mão hôm nay, Tuổi Mão hôm nay kỵ chị Hà ơi, có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. Canh Tý hôm nay có lộc nhỏ nha Sơn Ký ơi. Chào chị Cao Hồng Quyên nha. Kỷ Tỵ hôm nay mình có lộc luôn nha chị Cao Hồng Quyên. 47 với 59 đài nào mạnh? 47 thì lót con 74 giùm em đi Cà Mau và thành phố. Còn con 59. 59 thì đi thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Tám mươi miền Nam thành phố Đồng Tháp có cầu không anh Trần Thanh Toàn? 80 80 thì hôm nay 80 thì cầu cũng yếu, nhưng mà nếu anh đi thì lót ba đài đi anh ơi, lót ba đài đi anh Trần Thanh Toàn ơi. Đài Phú Yên con 61 Nguyệt Hoàng. Sáu mươi mốt hôm nay không có cầu Đài Phú Yên và cũng không có cầu miền Trung luôn nha cô ơi. Ba bảy ba tám được không Đồng Tháp? Ba bảy thì đi thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Còn con 38 lót 83 đi Đồng Tháp và Cà Mau nha. Giáp dần hôm nay có lập nha chị Bao Vinh đây. Trung Lam con 87 Đồng Tháp có được không? 87 Đồng Tháp. Con 87 thì bây giờ mình đi con lại con ngược con 78 giùm em, 87 78 đi Đồng Tháp và Cà Mau. Quý Sửu hôm nay có lộc như nay Long ơi. Cảm ơn chị Nam Vân rất là nhiều đã like cho em nha. Nghiêm Ngôn miền Bắc 23 54 45. Hai mươi ba thì không có cầu miền Bắc. 5445 có cầu miền Bắc nha. Mậu Tuất hôm nay có lộc luôn nha cô Đinh Dương ơi. Nguyễn Thành Phát, cảm ơn Nguyễn Thành Phát rất là nhiều. 1881 đài nào miền Nam mạnh? 1881 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp nha anh, sức khỏe là vàng. 1881 miền Bắc hơn. Miền Bắc hôm nay không có cầu 1881. Bốn mươi lót 04 nha anh Lê Vân Nhật ơi, đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp nha. Hòa Phát miền Nam 81 có cầu không? 81 lót 18 nha anh. Minh Trí Đinh Mão, Tuổi Mão hôm nay kỵ, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha Minh Trí. Kỷ Tỵ hôm nay mình có lộc luôn nha An Ti ơi. Tinh Đinh chị like cho em cho rồi Phương ơi. 78 87 78 87 nãy đi em có tư vấn cho cái anh nào rồi đó. 78 87 đi Đồng Tháp và Cà Mau. Canh Tức hôm nay mình có lộc nha chị Thơm Nguyễn ơi. Chào chị Liên Nguyễn nha. 19 Đồng Tháp, 19 đi đài nào? Con 19
19 thì đi chị lót lại 91, 19 91 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp nha chị. Sáu sáu đài nào, Bùi Lan. Con 66. 66 miền Nam thì không có cầu 66, nếu có đi 66 thì lót 99 và con 69 giùm em nha. Đi Đồng Tháp và Cà Mau. Tuổi Tuất hôm nay có lộc con nghe chị Trúc Nguyễn ơi. Chào chị Dung Lê. À, 37 38 37 38 mấy cặp này em tư vấn nãy rất là nhiều luôn rồi. Cô chú anh chị mình cứ đi hỏi lại, hỏi đi hỏi lại có bao nhiêu đó. Con 38 37 là mới nãy tư vấn rồi. Con 38 thì lót con 83, còn 37 thì đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp, 38 lót 83 đi Đồng Tháp và Cà Mau. Sáu mươi bốn qua chi, sáu mươi bốn đi đài Cà Mau và đài thành phố Hồ Chí Minh. Con chào cô Tính Đức nha, cảm ơn cô Tính Đức rất là nhiều. 18 81 đi hai hai con luôn nha chị Trâm Thanh, không có con nào mạnh hơn con nào hết trơn á. Hoa Chi Bính Thịnh hôm nay mình có lộc nha. Tình Giản Đơn Canh Tức hôm nay mình có lộc luôn nha. Chào Mang Phan. Số 51. 51. 51 đi giùm em Cà Mau. Cà Mau và đài thành phố Hồ Chí Minh. Ở quên, Cà Mau và đài Đồng Tháp nha, 51. Mình có đi đầu đuôi mình dặn lô lại nha chị. Số 10 lót 01 đi Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh nha anh Trần Thanh Toàn ơi. 13. 13 hôm nay đi ba đài đi chị Lý Hải. Miền Nam có 73. 37 73 đi giùm em thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp nha chị Tiết Trần. Chào chị Mai Ban nha. Chào SH. 33 88. 88 33 có cầu miền Nam nha. Dạ ok chị Mai Ban nha, có xem là vui rồi chị. Hoàng Nguyễn 99 Đồng Tháp được không? Nếu mà mình đi 99 Đồng Tháp thì là con 99 này không có nằm Đồng Tháp đâu. Đi giùm em nếu 99 thì đi thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau nha. Tám mươi tám có cầu nha chị Thiệt Thị ơi, còn 19 lót 91 nha. Đi 19 91 thì đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp. Còn con 88 là Đồng Tháp và Cà Mau. Miền Trung. Miền Trung không có cầu 19 91 nha chị Liễu Nguyễn. Cảm ơn chị Mai Ban rất là nhiều. Tình Giản Đơn Canh Tuất hôm nay có lộc luôn nha. Phượng Bích. Canh Ngọ hôm nay có lộc nhỏ nha. Mimi. Giờ em cũng không biết sao nữa, nói chung mình đi ba đài đi chơi, đi một đài nó không có chắc đâu. Đi ba đài nhiều khi còn chặt ruột nữa. Ất Tỵ ngày nay có lộc nha Minh Nguyễn ơi. Chào chị Duyên Lê nha. 59 95 miền Bắc. 59 có cầu nha chị, 59 95 miền Bắc có cầu. Ly Khoa 55 72 miền Nam.
Con 72 thì anh phải lót con 27 giùm em nha. Còn con 55 có cầu. Miền Trung 2772. Miền Trung không có cầu 2772 nha chị Cao Hồng Quyên. Đồng Tháp 0264 được không em Lê Phạm? Con 02 thì mình đi 3 đài giùm em nha, còn con 64. Con 64, 64 thì đi Cà Mau, lót 46. Tám sáu với 69 đài nào chỉ tiếc Trần. 69 đi Đồng Tháp. Còn con 86 đi Cà Mau. Nói chung hai con đó là Đồng Tháp với Cà Mau đó. Canh ngọ hôm nay mình có lộc nhỏ chị Phượng Bích ơi. Chào chị Phạm Thị Nhàn. Tuổi Mùi hôm nay mình có lộc luôn nha. Chào Dinh Trương Kỷ Dậu hôm nay mình có lộc luôn. Hương Quỳnh Đinh Mùi hôm nay có lộc luôn nha chị. 47 17. 47 lót 74 giùm em. 47 lót 74 còn 17 có cầu. 47 lót 74 đi Cà Mau. 17 thì đi Đồng Tháp thành phố. Bảy mươi tám lót 87 chị Liễu Nguyễn ơi, giáp dần bữa nay mình có lọc luôn nha, bốn mùa qua. Maluman 21 lót 12 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp. Chào Hoàng Nam nha. Phú Yên con 08 có lọc không? Không tám thì không có cầu miền Trung luôn nha, không có cầu miền Trung con 08. Hôm nay canh ngọ tuổi ngọ hôm nay là mình có lộc nhỏ nha. 65 lót 56 nha chị Bùi Lan ơi, 65 lót 56. 65 lót 56 đi thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp nha. Mười tám tám chín có cầu nha chị Thiệt Thị. Nguyễn Gia Lâm Bính Ngọ hôm nay có lộc nhỏ nha. Chào ba cô, cảm ơn ba cô rất là nhiều. Chào chị Nhung Ngọc. 57 72 đi thành phố Hồ Chí Minh và đài. Con 57 thì đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp. Còn con 72 đi Đồng Tháp và Cà Mau. Dạ chào chị Mai Ban. 65 lót 56 nha Thanh Tùng Vlog ơi. 62 lót 62 có cầu, còn 65 thì lót 56. Nay đi kép miền Nam kép 11 77 và 88. Chào chị Trân Trình nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Tuổi Mão hôm nay mình kỵ nha cô ba ơi, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ ra nha cô. Chào chị Lũ Thị Thùy Linh nha, 25 Đồng Tháp. 25 hôm nay là 25 hôm nay chị đi 3 đài để chị, tại con 25 cầu cũng yếu như chị Lũ Thị Thùy Linh. 32 đi 3 đài luôn nha cô ba ơi. Mang Phan tuổi Dần hôm nay mình có lộc luôn nha. Số 10 lót 01 51 có cầu. 7227 đi miền Nam có cầu nha anh Trương Lê. 64 65, 65 thì lót 56 giùm em nha Trang Trình. 65 lót 56 đi thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp. Còn 64 thì đi Cà Mau.
Xin lỗi cả nhà nghe, nó bị đứng cái mạng cả nhà ơi, cái mạng wifi nó bị đứng đó. Và bây giờ cũng còn thời gian chút ít thì cho Phương giới thiệu cái sản phẩm một xíu cả nhà, sản phẩm Phương bán tí xíu nha cô chú anh chị. Thì Phương cũng có bán cái nhang trầm hương nụ cả nhà, cô chú anh chị mình có ủng hộ Phương thì ủng hộ cô chú anh chị. Đây cho một hũ nhang như vậy là Phương bán với giá 100 ngàn một hũ nha cả nhà. Đây một cái hũ gì là nó có nụ như vậy nha. Cô chú anh chị mình chưa có biết đến cái loại nhang trầm hương nụ này thì Phương lấy ra cho cô chú anh chị mình xem này ha. Một cái nụ nhang như vậy nè. Là trong cái hũ này là có 30 viên nha cả nhà, 30 viên nụ trầm hương nha cả nhà. Đốt rất là thơm luôn nha cô chú anh chị, thơm lắm luôn. Mùi thơm mà nó dễ chịu chứ nó không có gắt nha cả nhà, mùi thơm rất là dễ chịu. Thì công dụng của cái nhang này cô chú anh chị mình có thể đốt ở những cái bàn thờ của chú anh chị mình thờ tại nhà đó. Bàn thờ nào của chú anh chị mình cũng đều đốt được hết nha cả nhà. Thì công dụng nó là thơm bàn thờ nè, đốt cái chỗ mà mình đốt thờ cúng là rất là thơm luôn. Thì công dụng thứ hai là cô chú anh chị mình không có thờ cúng gì mua về đốt cũng vẫn được nha cả nhà. Có thể mình ngồi uống nước trà nè, mình ngồi uống cà phê mình đốt một nụ mình ngửi cũng được. Hoặc là trước khi đi ngủ mình đốt một nụ mình đi ngủ cũng vẫn được. Hoặc là cô chú anh chị nào có ngồi thiền hay yoga gì đó mình đốt một nụ mình ngửi cũng vẫn được để cho tịnh tâm xả stress nha cả nhà. Hoặc đi làm gì mệt mỏi có thể đốt một nụ mình ngửi mình vẫn được nha cả nhà, xóa mệt mỏi, xóa stress, xả stress nha cả nhà. Và công dụng tiếp theo là cô chú anh chị mình có thể mà nhà cô chú anh chị mình đang xui rủi thì cô chú anh chị mua về mình xông đi, mình trừ cái tà khí trong nhà mình, xui rủi trong nhà mình, từ từ cái vận may vận khí may mắn đến với gia đình mình nha. Vậy cô chú anh chị mình có nhà có kinh doanh làm ăn buôn bán gì đó, có thờ ông thần tài ông thổ địa trước cửa nhà đó, cô chú anh chị mình mua về mình đốt ngay tại bàn thờ ông thần tài ông thổ địa để cầu cho mua may bán đất, cầu cho bán đất hàng đất khách nha cả nhà. Thì với giá 100 ngàn quá là rẻ luôn cô chú anh chị, một hộp là có 30 viên thì giá 100 ngàn. Mùi rất là thơm, nhang là nhang hoàn toàn là nhang sạch chứ không có quá chất nha cô chú anh chị, an tâm sử dụng. Chính phần bản thân Phương sử dụng là được mấy năm mà Phương mới bán cho cả nhà mình đó, đốt rất là thơm, cái mùi này là Phương thích lắm luôn á. Là Phương sử dụng rồi cho nên Phương mới giới thiệu cho cả nhà mình. Người ta làm tại nhà, người ta làm thủ công để người ta ta bán cho những cái vị mà tu sĩ đồng đạo đó để đốt thời cúng của người ta chứ không phải ta đốt mà bán tràn lan. Rồi Phương thấy thơm quá thơm, Phương thích quá đi, cái Phương chia lại bên Phương về chia sẻ cô chú anh chị mình đó. Nó cái mùi rất là thơm nha cả nhà. Đó là một nụ như vậy là mình có thể đốt tầm 10 phút 15 phút là trời có gió, mà để chỗ có gió, còn nếu không gió thì tầm 20 tới 25 phút. Thì một hũ gì Phương bán 100 ngàn, phí ship là Phương bao cho cả nhà mình luôn. Một hũ gì là có 30 viên nụ trầm nha cả nhà, 30 viên nha. Đó, mình đốt rất là thơm luôn, đốt công dụng thơm nhà, thơm bàn thờ nè, cầu tài lộc nè, xả stress nè, đốt mình ngửi xả stress cũng được luôn, trừ tà, trừ dẫn khí xui rủi nha. Thì giá 100 ngàn, ngoài ra Phương cũng có bán lưu xong luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị mình mua nhang trầm hương thì không biết để đâu mình đốt. Thường nhang cây thì nó dễ cắm trên bát hương trên bàn thờ. Còn cái nhang nụ thì này thì cô chú anh chị mình không biết cắm ở đâu. Thì Phương cũng có bán cái đồ xong luôn, cái đồ để mình đốt luôn nha. Cái đồ mình để đốt luôn nha. Đây. Đó. Em chào anh Đặng Nam nha. Cảm ơn anh. Đây Phương có bán cái lư xong luôn nha cả nhà, cái đồ để mặn mình đốt luôn nha. Thì một cái như vậy là Phương bán với giá 150 ngàn một cái, phí ship Phương bao cho cả nhà mình luôn. Nó có rất là nhiều màu, hiện tại Phương có 6 màu. Đây là màu trắng, có điểm bông hoa sen vô là màu trắng nha. Còn đây là màu màu bông vàng nè. Tức mình gọi là tạm gọi là bông vàng đi. Đó, màu bông vàng đây, đây là hai màu nha. Rồi tiếp theo là màu màu xanh với màu vàng nha.
Mới nãy là bông vàng, còn cái này là vàng trơn nha cả nhà, vàng trơn không có bông nha. Đây là màu xanh với màu vàng nha, màu xanh với màu vàng. Nói chung màu nào cũng đẹp trơn cả nhà, màu nào cũng đẹp hết trơn luôn. Rồi tiếp theo đó là màu bông đỏ và màu bông xanh, màu bông đỏ và màu bông xanh nha cả nhà. Đó, màu này là màu bông đỏ nè, đây là màu bông xanh nè, màu đẹp đẹp không à cô chú anh chị. Thì một cái vậy Phương bán chỉ 150.000 thôi, phí ship là Phương 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 bao cho cả nhà mình luôn. Hộp nhang thì 100.000 một hộp, một hộp nhang trầm nụ thì 100.000 một hộp. Cô chú anh chị mình mua đi, không có tiếc cái đồng tiền đâu cả nhà. Cô chú anh chị mình chưa có mua thì còn lưỡng lự, chứ khi mà sử dụng rồi á, cô chú anh chị mình thấy cái đồng tiền bỏ ra xứng đáng, cũng quá rẻ luôn so với những cái chỗ khác người ta bán, là Phương bán giá bình dân hữu nghị luôn đó, rẻ dữ lắm luôn đó. Một hũ như vậy á, là Phương lời có 10.000 nè. Đó, cô chú anh chị mình là mua đốt đi. Rồi là một là thơm nè, hai là cái công dụng nó để trừ tà nè, giải vận xui nè, nó đốt thơm bàn thờ nè, đốt thơm nhà cửa nè, có thể mà mình ngửi để mình tịnh tâm, mình giảm chết căng thẳng mệt mỏi cũng được. Trước khi ngủ chú chị mình đốt một nụ đi, chút xíu ngủ ngon lắm, nó cái mùi nó thoang thoảng nó thơm mà nó không gắt nha cả nhà, thơm mà không gắt nha. Nói chung là rất là tốt luôn, đốt này rất là tốt, thơm nhà, thơm thơm nhà, thơm cái chỗ thờ cúng của cả của mình nữa nha, tốt lắm cả nhà. Rồi cô chú anh chị mình có mua đó, cô chú anh chị mình có mua đặt hàng nha, ủng hộ nhang trầm hương bên Phương cũng như là lư song trầm á, thì cô chú anh chị mình nhìn thẳng mà màn hình nó có cái số điện thoại đi cả nhà, 0971801124, đây số của Phương đây. Đó, số điện thoại của Phương là cô chú anh chị mình có đặt hàng thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại này giúp Phương nha. Rồi cung cấp cho Phương xin cái địa chỉ của cả nhà mình nha. Đầu tiên là cái tên của cô chú anh chị mình để Phương để lên đơn hàng nha. Thứ hai là có số nhà thì cho số nhà, còn không có thì thôi. Rồi tên đường nè, rồi cái ấp nè, cái xã, cái huyện và cái tỉnh, và số điện thoại của chú anh chị mình thường dùng nha. Dạ đúng rồi, màu nào cũng đẹp hết trơn á, màu nào cũng đẹp hết, nhưng mà tùy ý thích của cô chú anh chị mình, thích màu nào thì Phương lấy màu nào, màu màu đó thôi. Rồi thì bây giờ cô chú anh chị mình có mua nhang trầm hương và lư song trầm bên Phương thì cô chú anh chị liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đó nha, 0971801124 nha cả nhà. Rồi Phương sẽ lên đơn gửi nhang cho và lư cho cả nhà mình nha. À, có nhiều cô chú anh chị phản hồi về cho Phương đó, đốt rất là thơm. Cũng song song đó là đốt thơm là một, hai nữa là từ ngày đốt nhang của Phương á, là có tài có lộc về, trong nhà trong cửa vui vẻ lên, có những phản hồi đó về, thì những cái phản hồi đó là giúp cho Phương nó có thêm động lực. Cũng giống như mình đã giúp được cái cô chú anh chị mình là có vui vẻ trong nhà nè, có cái ngăn về, cái tài cái lộc về trong nhà thì Phương cũng mừng nha, cũng mừng lắm. Nghe mà phản hồi về như vậy là Phương mừng lắm cả nhà, cũng giúp được cô chú anh chị mình một cái phần nào đó để mà có tài có lộc, cái dẫn khí may mắn đến cả nhà mình thì Phương cũng mừng lắm. Rồi bây giờ thì Phương cũng thắp nhang cả nhà ơi, khấn nguyện các ông đặng xin tài lộc cho cả nhà mình tham khảo nha. Cô chú anh chị nào mà Phương chưa có tư vấn á cả nhà, tư vấn á, thì cô chú anh chị mình hoan hỷ thông cảm cho Phương nha. Nhiều cái cô bình luận quá Phương trả lời chưa có kịp. Thì bây giờ cô chú anh chị mình hoan hỷ đi vô trong cái phần bình luận á, chỗ trong cái phần video đó. Thì cô chú anh chị bình luận trong đó đi, rồi chừng nào Phương xuống like Phương trả lời cho cả nhà mình nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, con cầu xin ông Địa, ông Thần Tài và ông Thần Tiền, ông ơi, ông ban cho con xin tài lộc nhau. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn.
Con xin ông tài lộc cho tối hôm nay miền Trung và miền Bắc nha. Thì cho con xin một cái lộc sâm nha. Cây sâm, sâm nào ông cho con thì ông rút ra ban cho con nha ông ơi. Rồi cô chú anh chị mình vô xem like thì ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà ơi. Một like nè, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà. Cô chú anh chị nào mình chia sẻ không được thì mình like với đăng ký kênh giúp Phương đi cô chú anh chị. Mỗi cô chú anh chị mình một người một like đi cả nhà. Để Phương đốt thuốc một cái tí xíu, Phương lắc cho cả nhà mình một cái sâm nha. Con mời ông đĩa thuốc chứ con ông đĩa. Con mời ông thần tiền hút thuốc chứ con ơi. Cô chú anh chị mình mà nhang này mà đốt hàng ngày á tốt lắm cả nhà. Giúp cho thơm bàn thờ, thơm nhà của mình luôn á. Cái nhà chỗ nhà cây thì Phương biết làm sao, còn nhà tường á chú anh chị mình mà nhà tường á cái mình thắp rồi á, thắp hoài thắp hoài thắp hoài cái hương của nó lưu, còn lưu trong cái nhà của chú anh chị mình sau này vô bước vô nhà cái nó thơm hoài vậy. Con mời ông thần tài hút thuốc với con ơi. Tại vì có một số của chú anh chị ta phản hồi về là ta đốt, nhiều khi ta đốt rồi xong tàn rồi mà đốt hoài vậy mà ngưng đốt rồi cái nó cũng vẫn còn lưu hương nha, chứ nó không có mất. Đốt lâu ngày cái rồi nó có cái hương trong nhà mình nó thơm. Nhà tường á, còn cái nhà cây thì Phương biết làm sao, tại hôm hổm có cô có cái anh đó anh phản hồi về cho Phương là cái nhà tường anh đốt nhà tường. Hai mươi bốn hôm nay có cầu nha chị miền Nam nha. Hai mươi sáu có cầu nha chị Tâm Thanh. Hai mươi lăm thì đi ba đài nha chị Trần Thị Tạo ơi. 59 có cầu nha. Dạ đúng rồi, còn nhà là nhà nhà cây á, cô chú anh chị nhà cây thì Phương biết làm sao, tại vì Phương có nhận cái phản hồi như vậy thì Phương chia sẻ với cả nhà mình. Mà đốt lâu kìa, đốt ngày ngày nào cũng đốt, ngày nào cũng đốt á nó mới giữ giữ hương. Còn mà một ngày mình đốt rồi 2 3 ngày nghỉ á, là nó cũng đâu có gì đâu. Bốn mươi bảy lót 74 nha ba cô ơi. Ờ, 27 Đại Đồng Tháp có cầu không? 27 lót 72 giùm em nha. Rồi, cảm ơn ba cô rất là nhiều. Rồi bây giờ Phương lắc cái sâm cả nhà ơi, cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Nam mô A Di Đà Phật. 4224 có cầu nha anh Kim ơi. Canh Tý hôm nay có lọc lọc nhỏ thôi nha Hạch Kim. Chị Hạch Kim Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu xin ông địa ông thần tài và ông thần tiền cũng ban tài ban lộc cho con ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn. Cho con xin một cây sâm, một cặp tài cặp lộc hôm nay cho miền Trung miền Bắc nhau. Thì bây giờ con xin phép con lắc cây sâm, sâm nào ông cho con thì rút ra ban cho con nha ông địa ông thần tài và ông thần tiền ơi. Cũng gần tới ngày vía của ông rồi, bữa nay
Bữa nay mùng 7 rồi. À, bữa nay mùng 7 rồi cả nhà ơi, bữa nay mùng 7 rồi, còn 3 ngày nữa là tới ngày vía của ông Địa, ông Thần Tài, ông Thần Tiền rồi. Rồi ông ban lộc rồi cả nhà ơi, ông ban cho cả nhà mình cây sâm rồi nha, cây sâm ướp nha cả nhà. Cây sâm ướp nha. Được, 2772 nay lót lại thì cũng được con. 27 được. 27 hôm qua ông cho mà gãy, bữa nay có thể mình đi lại cũng được. Rồi bây giờ Phương là cây sâm lên cho cô chú anh chị mình thấy rõ tài lộc ông Địa, ông Thần Tài, ông Thần Tiền ban cho cả nhà mình ngày hôm nay nha. Có thể đi cho miền Nam được luôn nha cả nhà. Phương sinh cho miền Trung và miền Bắc. Nhưng mà cái lộc cô chú anh chị mình cũng biết rồi, thường là sinh miền Trung Bắc chứ ông cho về Nam nhiều. Thì cô chú anh chị mình á, lấy cái lộc đi cho miền Nam trước đi. Khi nào miền Nam không có về á, thì cô chú anh chị mình lấy cho đi cho miền Trung nha, miền Bắc nha. Rồi bây giờ Phương để lên nha. Rồi con 91 cả nhà ơi. Rồi cặp hồi hôm với cặp bây giờ là ông cho cũng đẹp lắm. 18-81, 19-91. Hồi buổi tối là ông cho 81 là đảo lại con 18. Bây giờ là buổi trưa ông cho con 91 thì đảo lại con 19. Ủa, cặp hơi hôm với cặp bây giờ tính ra giống như anh hao hao nhau ta. Tính ra hồi hôm ông cho là cặp 81 cả nhà. À, bây giờ ông cho cặp 91. Thì hai cái con đảo lại, hai con đó đều đẹp hết trơn luôn coi cả nhà. Con hồi hôm là con 81 thì đảo lại con 18. Bữa trưa này ông cho con 91 đảo lại con 19. Tôi tính ra hôm nay ông cho số đẹp luôn á. Cũng trùng trùng hao hao với nhau, 81 với 91. 18 và 19. Rồi, bây giờ thì ông cho sao Phương nhận vậy là chốt cho cả nhà mình nha. À, xin cho miền Trung Bắc nhưng mà cô chú anh chị lấy đi cho miền Nam trước đi. Khi nào miền Nam không có thì cô chú anh chị ha, tiếp tục đi cho miền Trung miền Bắc nha. Hai cặp này bữa nay thấy cũng đẹp cả nhà, 18-81, 19-91. Ông ơi ông cho là con là cây sâm 91. Con chốt đảo là con 19. Thì con cũng đã nhận lộc của ông ban rồi đó. Giờ con cũng xin ông. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn. Ông cho miền Trung miền Bắc thì con 91 con chốt đảo con 19, ông độ chiều nay về đầy đủ nha. 91 và 19, còn miền Nam là 81 và 18. Ông cũng độ cho về đầy đủ nha ông ơi. 19, 91, 18, 81 hôm nay ông cũng độ cho về đầy đủ nha ông ơi. Rồi Phương viết lọc chốt cho cả nhà mình đang tham khảo, Phương xuống like nha cả nhà. Ơi.
Rồi Phương chốt lọc cả nhà ơi. Lộc ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ban cho cô chú anh chị trên kênh của Phương tham khảo ngày 15 tây tháng 4 2024 là miền Trung miền Bắc 91 và 19. Cô chú anh chị mình tham khảo nha. Thì ba càng xỉu chủ thì Phương tiếp tục ghép cho cô chú anh chị mình là càng 2. À, cô chú anh chị nào có đi ba càng xỉu chủ thì ghép là 291, 219. 291 và 219 nha cả nhà, ba càng xỉu chủ nha. 291 và 219. Thì cô chú anh chị mình xin cho miền Trung miền Bắc, nhưng mà cả nhà mình lấy đi cho miền Nam trước đi. Thì khi nào miền Nam nó không về thì cô chú anh chị đi cho miền Trung miền Bắc nha. Thường thì lộc của Phương sinh ông cho miền Nam về nhiều hơn. Miền Nam về nhiều hơn miền Trung miền Bắc. Thì cô chú anh chị mình canh canh mà tham khảo đó, 91 và 19. Còn cô chú anh chị mình ra đường đó gặp cái số kiến thiết mà 19, 91 đó, cô chú anh chị mình rút để cầu mai nha cả nhà. Ba càng xíu chủ thì 291 và 219 nha, cô chú anh chị mình cũng tham khảo nha. Con cầu xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, ông ơi ông ban cho con là lộc xâm là 91, con có chốt đảo là con 19. Thì con 91 và 19 thì hôm nay ông cũng độ cho về đầy đủ ông ơi. Miền Trung, miền Bắc 91, 19, miền Nam thì 81, 18, ông cũng độ cho về đầy đủ nha ông. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc ông cũng độ cho lộc về đầy đủ ông ơi, 18, 81, 19, 91. Rồi cô chú anh chị mình có mua nhang trầm hương thì liên hệ qua số điện thoại này giúp Phương như cả nhà. 0971 801124. Rồi Phương chốt lọc là 19, 91, 91, 19 nha cả nhà. Rồi bây giờ Phương cũng xin xuống like cả nhà ơi. Phương cũng chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cả nhà mình vào những buổi like sau. Chúc cho cô chú anh chị mình hôm nay ai ai cũng được có tài có lộc. À, cô chú anh chị mình cũng quý mến Phương thì cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi Phương chào cả nhà mình ạ. Hẹn cô chú anh chị mình vào tối hôm nay xin lộc cho ngày 16 tây nha cả nhà. Rồi Phương chào cả nhà mình ạ.